Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game và kiếm tiền với anh em trên con game Bing Bot anh em ơi. Với số vốn của mình hôm nay đang có là hơn 8 triệu nha anh em nhá. Anh em nào mà thích chơi game cũng như là muốn trải nghiệm kiếm tiền thì anh em có thể là ấn vào cái phần mô tả của mình. Trong này thì anh em có thể là chơi game cũng như là kiếm tiền rất là nhiều game anh em. Từ những con game tài xỉu này, chơi sóc đĩa này, đấu long hổ, baccarat, đặt bom, xích bầu. Hoặc là anh em có thể là lựa chọn chơi đỏ đen, siêu xe, quay thú nha anh em nhá. Rất là nhiều game luôn anh em. Còn anh em nào mà muốn kiếm tiền free ấy thì sau khi anh em tải game về, anh em có thể là gửi ID vào cái nhóm Tele mình để ở dưới cái phần mô tả để nhận được cái lọc gift code miễn phí 20k. Anh em chơi lên trên 100k là anh em có thể là rút được tiền đấy nha anh em nhá. Còn anh em nào mà muốn nạp tiền thì có thể là vào cái phần shop nạp tiền này thì anh em thấy là trong này có cổng Momo để anh em nạp này, cổng Zalo này, cổng QR banking, iBanking hoặc là thẻ cào anh em nhé. Rồi, với số tiền của mình đang có trong ngày hôm nay thì mình sẽ kiếm tiền với anh em trong con game đỏ đen đi. Xem là hôm nay kiếm được cho anh em khoảng 1 triệu đến 2 triệu không nha. Rồi, ok, quả này thì mình sẽ vào cái phần đen đi nha. Cầu này, cầu mới anh em nên là phải chấp nhận là đỏ đen thôi nha. Chứ còn không biết như nào rồi anh em ạ. Rồi, anh em cùng chờ đợi nhé anh em nhá. 6 mấy đây? 68. Ui giời ơi, 7, 8, 9 luôn anh em. Quá ngon luôn anh em nhá. Rồi quả này anh em khuyên mình đánh gì nha. Tiếp tục cầu đen đi. Cầu đen 500 nhé anh em nhá. Anh em cùng xem là tay này đi gì được anh em. Cầu này là đánh gì được đây. Có về đen hợp lý không anh em? Nếu mà không về đen thì mình sẽ tiếp tục vào cấp thép thôi anh em. Rồi ăn tiền luôn anh em. Nhìn bên này có con quy là biết là có tiền rồi anh em. Thấy không? Chơi kiếm tiền cũng không phải là khó đúng không anh em? Kiếm là bắt cầu chuẩn cho anh em khoảng 2-3 cầu thôi là ok ngay anh em ơi. Rồi hai cầu là được một củ đấy anh em nhá. Cố gắng bắt thêm cho anh em khoảng 2 đến 3 tay nữa thôi là ra là chốt lãi được rồi anh em. Ăn lãi non thôi anh em ạ. Chơi sành chín ở trong con game này thì mất tiền anh em. Không nên anh em ơi. K7 này. Ui giời ơi, mẹ mày. Hai bên là đều có con K con 7 nhưng mà bên kia nó hơn kèo nó có 8 anh em ạ. Ba cầu đen rồi. Đang mẹ mày lợi thế ăn cho anh em được hai cầu rồi gãy mất một cầu rồi anh em. Cầu này mình chơi gấp thép anh em ạ. Nên là nếu mà tay này mà gãy là coi như là lại lỗ nha anh em nhá. Lại lỗ nhá. Q9, 99. Ôi giời, lại QG anh em ơi. Nào gặp ngay cầu bệt thế này, không có nhỏ không chứ lị. À, bốn cầu ở bên này luôn anh em. Tay này mình sẽ không gấp thép nữa anh em ạ. Tay này chỉ đánh cầu theo mà 1 triệu thôi nhá anh em nhá. Bẻ cầu của này là hơi 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 nhỏ rồi anh em ơi. Không biết là có tiền không nhưng mà thấy thấy này là hơi hơi hoang mang rồi anh em ơi. Rồi mấy đây? 7. Nhìn cái cầu mẹ mẹ. Con 7 là con to nhất thế này thì kiếm sao ra nổi tiền anh em ơi. Chơi game mà cứ dính cầu bệt đấy các bạn. Dính cầu bệt thì chịu rồi. Tay này theo cầu ở bên đen đi. Lên 2 triệu 6 anh em nhá. 2 triệu 6. Ăn được tay này là lên được 9 triệu nhanh em ơi. 8 triệu kiếm được 9 triệu đi. Coi như là cũng như là kiểu cầu lúc nãy thôi anh em. Đánh được hai tay thôi. Mấy đây anh em, có con át rồi, có con át rồi, rồi thùng luôn anh em ạ, thùng luôn 2,6 triệu luôn, cái bệt đến mức này luôn anh em ơi, sợ thật sự. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cầu bên đen rồi anh em, 9 triệu lên 10 triệu thôi anh em, tay này đánh 500 thôi anh em ạ, nhất quyết là phải ăn được cầu đỏ anh em ơi, chứ còn nó đi cầu như thế này thì nói thật với anh em là không ổn đâu anh em, cũng ổn đâu, nhưng mà rất ít khi mà mình gặp cái cầu mà nó bệt như này nhanh em nhá, quy này. Ok luôn, cuối cùng nó cũng đã chịu bẻ anh em ạ. Sợ thế chứ lị. Tí thì mất tiền ở trong cái cầu bệt này anh em ơi. 9 triệu 6 nha anh em nhá. Lên được 10 triệu đây. Cứ từ từ anh em ơi. Đen 6 có đỏ 1 à. Làm phát bên đen nữa đi. Tỷ lệ bên đen nó thắng quá cao anh em ạ. Nên là tiếp tục là theo cầu ở bên cái nào mà nó hay về thì mình đánh thôi. Đúng không? 9, Q, 8, lên con át. Ôi rồi. Lên con 5 thì may ra có tiền anh em ạ. Con 4 cũng có tiền. Nhưng mà con 3 thì không có tiền anh em ạ. Cầu quá bé luôn. Lên được 10 củ thôi anh em. Cố 10 củ kiếm cho anh em 2 củ cho nó rực rỡ đi anh em. Lên 1 triệu luôn đi. À, lại nó. Tay này ăn hứa với anh em nghỉ luôn anh em ơi. Mấy đây? K8. Mấy? Ôi giời ơi. Tao chơi hôm nay là ảo ma Canada nhỉ anh em nhỉ? Đánh đỏ với đen, đánh đen với đỏ. Mà bệt đen thì mình lại đánh đỏ. Lúc nó bệt đỏ thì mình lại đánh đen. Thế mới buồn cười anh em ạ. Theo cầu phát thế nào.
2 triệu nha anh em nhá. Quả này 2 triệu luôn anh em ơi. Cấp thép thì là cũng phải chấp nhận thôi đúng không anh em? 2k này. Đừng ra con át là được, đừng có ra con át là có tiền. Tiếp tục ăn tay này anh em ơi. Chơi là toàn 2 3 tay mới ăn được một tay thôi anh em. Đây là gọi là mẹ mày dùng vốn để kiếm tiền đấy anh em ạ, chứ còn không có vốn là coi như là hôm nay quạc chó rồi anh em. 10 triệu rồi. Đi cầu là cũng bốn tay ở bên đỏ rồi, làm thêm một tay bên đen đi. Hứa với anh em rồi nhưng mà cầu này là vẫn phải muốn là đánh thêm một tay nữa anh em ạ. Thêm một tay cầu bẻ nữa. Rồi có át rồi nhưng mà bên kia ra đôi mất anh em ơi. Tiếc thế nhờ. Đôi gì thì hơi khó anh em ạ. Bên này chỉ có đôi quy hoặc đôi át thôi thì mới thắng được. Cầu đi mẹ mày sợ thật. Rất hiếm khi mà mình gặp những cái trường hợp mà cầu nó dài thằng giặc như này anh em ạ. Bình thường là khoảng 2-3 cầu đỏ thôi là nó sẽ bẻ cầu. Hoặc là 2-3 cầu đen thôi nó cũng bẻ cầu. Mà đây đi 5-6 tay luôn. 2-7-2 lại ra đôi này. Ôi giời ơi. Anh em chơi mẹ mày hôm nay là tôi toàn 2-3 cầu mới ăn được một cầu thôi anh em ơi. Lại là 8 triệu rưỡi à. Khó quá nhờ. Đi cầu đúng kiểu à, 5 cầu ở bên đen rồi, 5 cầu ở bên đỏ đấy anh em. Thôi theo cầu đấy anh em. Đâm lao thì phải theo lao thôi đúng không? Làm luôn 2 triệu rưỡi anh em nhá. Mấy đây? Mấy đây? Ui giời ơi, chết mẹ rồi. Ra nghỉ là có lãi rồi anh em đúng không? Tham thì thâm anh em ạ, tham thì thâm luôn. 4 triệu đi. Lên 10 triệu. 4 triệu là coi như là lên được khoảng à, đúng 10 triệu anh em nhá. Trừ tiền phế thì còn chưa đến 10 triệu anh em. Nhưng mà quả này là cũng ok rồi. Nếu mà nó bẻ thì thôi nghỉ anh em ạ. Quy gì? Ôi rồi ôi móm luôn. Có đúng tay 2 triệu. Thôi 2 triệu này mình ra mình chơi con game poker đi. Biết đâu nó còn làm lại được anh em ạ. Chứ còn trời chết vì tội tham đấy anh em. Lên được 10 củ rồi mà vẫn tham nên là mất tiền anh em ạ. Rồi còn tay 2 triệu làm nốt anh em nhá. Còn không được thì mình coi như là chấp nhận là hôm nay mất tiền thôi anh em. 3 triệu 8 nhận tiền luôn này. Chơi to này run lắm anh em ạ. Chơi to này run lắm. 4 củ này anh em này. Làm phát này là ăn tiền luôn này anh em ạ. Rồi rực rỡ luôn. Rực rỡ coi anh em. Gỡ được lại luôn anh em ơi. 6 triệu 7 luôn. Làm thêm một phát nữa là dừng được nhé anh em nhá. Làm thêm quả đỏ nữa. Hợp lý luôn. 3 triệu 9 này. Dưới này. 9 nhận tiền luôn. Đấy anh em thấy gì đâu anh em. 9 triệu 200 nghìn từ con game poker 2 triệu mà lên được 9 triệu 200 nghìn nhá anh em nhá. Lên 10 củ nghỉ này. Lên 10 củ nghỉ luôn. Ui dồi ôi không được anh em ơi. Rồi ok luôn. 10 củ anh em ạ. À. 2 củ lên được 10 củ anh em ơi. Quá đỉnh luôn nhá anh em nhá. Trong con game poker trên dưới cứ tưởng con game đỏ đen là không làm ăn được gì. Nhưng mà vào con game này lại cứ lại được anh em ạ. Thế là hôm nay là coi như là lãi được cho anh em đâu đó là khoảng 2 củ nha anh em nhá. 2 củ trong cái con game này. Chơi rất là căng đấy anh em. Rồi ok, mình sẽ dừng và mình sẽ chốt lãi với anh em trong ngày hôm nay nha anh em ơi. Anh em nào mà thích chơi cũng như là muốn kiếm tiền ở trong con game này thì có thể là tải theo đường link của mình nha anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của mình trên kênh nhá.